Theo cập nhật lúc 6 giờ 30 ngày 20 tháng 2 năm 2020 từ Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Y tế Việt Nam, trên toàn thế giới đã có 75.643 người mắc COVID-19 do chủng mới của virus corona và 2.122 người đã tử vong, trong đó 2.114 người tử vong ghi nhận ở Trung Quốc đại lục, Philippines, Nhật Bản, Đài Loan, Pháp, mỗi nơi ghi nhận một trường hợp tử vong, Hồng Kông và Iran, mỗi nơi ghi nhận hai trường hợp tử vong. Tối 19 tháng 2, Iran xác nhận hai người cao tuổi đã chết trong bệnh viện ở thành phố Qom, chỉ vài giờ sau khi được xác nhận nhiễm virus corona. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianus Zahapour viết trên Twitter vào tối 19 tháng 2, thật không may, cả hai qua đời trong phòng chăm sóc đặc biệt do tuổi già và vấn đề về miễn dịch. Đây cũng là hai trường hợp đầu tiên ghi nhận nhiễm COVID-19 ở Iran. Một tín hiệu khả quan hơn đến từ tâm dịch Hồ Bắc, Trung Quốc, khi Ủy ban Y tế Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 20 tháng 2 xác nhận trong ngày 19 tháng 2 có 349 ca nhiễm virus corona chủng mới gây dịch COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 62.031 tại tỉnh này. Theo Reuters, con số này giảm mạnh so với con số 1.683 người nhiễm mới của hôm 18 tháng 2 và ở mức thấp nhất kể từ ngày 25 tháng 1. Số ca tử vong mới trong ngày 19 tháng 2 ở Hồ Bắc là 108, cũng giảm mạnh so với con số 139 của hôm 18 tháng 2, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở tỉnh này lên 2.029 trường hợp. Giới chức Trung Quốc cho rằng số ca nhiễm mới giảm là dấu hiệu cho thấy những biện pháp họ tiến hành nhằm ngăn chặn COVID-19 đang phát huy hiệu quả. Trong nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san Chinese Journal of Epidemiology hôm 17 tháng 2, một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Trung Quốc CDC cũng phát hiện hướng đi của COVID-19 có dấu hiệu chậm lại. Họ cho rằng các biện pháp phòng ngừa như hạn chế dòng người đi lại, giảm tiếp xúc giữa người với người và công bố thông tin về dịch bệnh thường xuyên thông qua nhiều kênh có thể đang có tác dụng hỗ trợ khống chế dịch. Tại Việt Nam, tính đến 6 giờ 30 sáng 20 tháng 2, trong số 16 người dương tính với COVID-19 thì có 15 trường hợp đã được điều trị khỏi. Trường hợp còn lại vẫn đang được theo dõi là Việt Kiều Mỹ 73 tuổi. Ông đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV 5 lần liên tiếp kể từ ngày 12 tháng 2 đến nay. Hiện sức khỏe của ông này vẫn đang tiến triển tốt và dự kiến sẽ được ra viện vào cuối tuần này khi ổn định các bệnh nền của người già.